Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường, Trưởng ban chỉ đạo 389 thành phố Đà Nẵng chủ trì hội nghị sơ kết 10 tháng thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. Trong 10 tháng qua, các lực lượng thành viên ban chỉ đạo 389 thành phố đã kiểm tra trên 3.200 vụ, tăng gần 65%, qua đó xử lý trên 3.000 vụ việc, tăng gần 29%, chuyển khởi tố 25 vụ với 43 đối tượng, tăng 19% so với cùng kỳ, thu nộp ngân sách nhà nước gần 226 tỷ đồng, tăng hơn 36%. Nội dung vi phạm tại thị trường Đà Nẵng chủ yếu vẫn là gian lận thương mại. Các vụ việc liên quan đến hàng cấm, hàng lậu giảm gần 41% so với cùng kỳ. Dự báo những tháng cuối năm, đặc biệt là dịp gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình hình kinh tế trên địa bàn thành phố tiếp tục phục hồi. Theo đó, hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ diễn ra sôi động. Cùng với đó, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cũng diễn biến phức tạp. Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban chỉ đạo 389 thành phố Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng phải nắm rõ các phương thức, thủ đoạn mánh khóe của các đối tượng buôn lậu, nhất là trong dịp cuối năm. Đặc biệt tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng nhằm đạt kết quả đấu tranh tốt hơn. Đồng thời yêu cầu các đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tập trung vào những mặt hàng trọng điểm, quản lý tốt hoạt động thương mại điện tử, chống lợi dụng thương mại điện tử để buôn lậu, trốn thuế. Các cơ quan điều tra nhanh chóng đưa vào xét xử các vụ buôn lậu pháo ngay trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.